Sáng 14 tháng 4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại, không ngừng đổi mới tư duy, hành động, kỹ chiến thuật. Trong không khí hào hùng của lễ kỷ niệm, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đã diễu bình diễu hành với 25 khối cán bộ chiến sĩ diễu bình đầy trang nghiêm, động tác đều, mạnh mẽ, thống nhất. Bên cạnh đó, hơn 100 trang thiết bị, xe đặc chủng hiện đại như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện cũng đã diễu hành đầy khí thế. Đáng chú ý, người xem mãn nhãn chứng kiến các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn các màn võ thuật khí công, dùng tay chặt gạch, lưng chân nằm trên bàn chông, lưỡi kiếm đầy ấn tượng. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết, trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị. Cảnh sát Cơ động cũng đã kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các chiến sĩ còn tham gia tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự ở các tuyến, địa bàn phức tạp. Để có những chiến công đặc biệt đó, trong nửa thế kỷ qua, đã có 64 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Nhiều chiến sĩ đã để lại một phần xương máu tại chiến trường. Ngay trong thời bình, máu của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động vẫn đổ vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Cùng với những hy sinh xương máu, còn có vô vàn những công hiến, hy sinh thầm lặng không thể nói hết bằng lời. Đó là thời gian, công sức, hạnh phúc riêng tư của các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động trên mọi miền Tổ quốc, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động trong 50 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng lưu ý, trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ, phá hoại, khủng bố chống lại Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Cảnh sát Cơ động phải thực sự tinh nhuệ, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vũ khí hiện đại, không ngừng đổi mới tư duy, hành động, kỹ chiến thuật, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thật tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự kỷ cương để phát triển đất nước. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đây là lần thứ hai Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được trao tặng danh hiệu này.